Báo cáo quý vị lúc này đang là hơn 7 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021, ngày thứ hai của năm mới. Và lúc này chúng tôi đã chỉnh trang vệ sinh cọ xà phòng xong cái bức tranh Tùng Hạc Diên Niên, tranh khảm dài 2m53. Và bây giờ là bức tranh bắt đầu được cho lên xe ô tô để chuyển về phố Hưng Yên, thành phố Nam Định. Nào, cho lên đây. Cũng nặng đấy, kể ra là tôi phải đỡ một tay và nhưng mà đang bận làm cameraman. Ôi, hơi nặng. Để tôi đỡ cho một tay. Rồi, tao phải ghé và đỡ một tay đã. Chào các bác, hơi nặng. Rồi. Tao chú lên trên đi. Có ai mà một tay thì quay phim, một tay thì bê. Rồi. Thưa quý vị, là các cái tranh khảm của gỗ hiền thì hiện nay ở trong xưởng là đang còn đến 300 tấm đủ các cỡ và đang có 5 mẫu, và cái cỡ lớn nhất là như là cái hình ảnh ở trên đây là dài 2m53, cỡ lớn nhì là dài 2m17, cao 1m13, cỡ lớn thứ ba là 97 x 1m97, cỡ thứ tư là 80 x 1m6. Và tất cả các cái hàng tranh khảm thì chúng tôi đều công bố chung một cái chất lượng là 100% là gỗ gụ Lào. Và cho đến giờ phút này vẫn đều là ván liền. Khi nào mà không thể có ván liền nữa mà làm ván chóc thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Còn đến lúc này là vẫn hoàn toàn là ván liền hết. Và tất cả cái phần nguyên liệu khảm đều là 100% là thiên nhiên. Cái này khi bán chúng tôi là có ghi giấy tờ cho quý khách rồi. Ngoài ra thì công bố chất lượng nữa là dù bao nhiêu năm mà sản phẩm mà bị hỏng lỗi do nhà sản xuất, ví dụ vỡ hay là đại khái những cái gì đấy, thì chúng tôi chấp nhận là quý khách mang đến đổi một tấm mới. Nhưng mà điều này không bao giờ xảy ra, bởi vì nếu thực sự nó hỏng thì nó hỏng ở nhà chúng tôi rồi. Vì trong cửa hàng đang có đến 300 tấm, thường là sau cái ván để sau một năm mới làm đã khô kiệt rồi. Đã thế là vì cái số lượng lớn nên là tất cả những cái bức tranh như những bức này có khi để cửa hàng đến mấy năm rồi, cho nên nó khô xác sơ khô kiệt rồi, không thể còn cái sự cố gì nữa. Đấy là những cái mà chúng tôi công bố về chất lượng. Xin cảm ơn quý khách đã thường xuyên ủng hộ đồ gỗ Đức Hiền. Quý khách liên lạc chúng tôi theo cái số điện thoại trên màn hình đấy, 0984 666 999. Tạm biệt quý vị.